Xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lại ra đây. Đến với lại video ngày hôm nay chúng ta thì chúc các bạn đang xem video có ngày sẽ tốt lành nhá. Hôm nay thì mình lại tiếp tục đi làm trận đấu thì các bạn ơi. Và kill được thì vẫn chưa được các bạn. Rồi, kill đầu tiên của mình là đây chứ đâu. Một thanh niên cầm cây súng phải gọi là gần mạnh nhất game các bạn, M1887, nhưng mà thua mát người của mình các bạn ơi. Thì nói chung là cũng đơn giản thôi, tại vì là mình cầm tiểu liên nhưng mà mình biết giữ vị trí. Còn bạn kia thì bạn ý lại để mình có quay quá nhiều. Ở đây từ từ mình ra được, mình tiêu diệt thế như này luôn này. Đồng đội mình tới rồi. Đúng rồi, thấy được rồi ơi. Ui giời ơi, đồng đội của tôi ơi, trưởng đồng đội của tôi thế nào. Thôi gục. Đấy, hai ông và tràn vào để người ta bắn gục được. Hay thật chứ. Đấy, để mình cứu cho. Trời ơi. Cảm ơn nhé. Ok. Ui sao mát này. Hôm nay chắc là mình sẽ bắn combo súng mạnh nhất game luôn nha các bạn. Famat cộng với lại một cây shotgun. Thường thường thì shotgun ngon nhất thì là M1887 rồi. Nhưng mà có thể là mình sẽ thấy cây khác thì mình sẽ đổi. Nhưng mà tạm thời thì mình sẽ cầm combo này nha các bạn. Lâu ngày bắn lại combo súng mạnh nhất xem là nó thế nào. Không thì các bạn kêu súng mạnh với súng yếu như nhau. Đây đây đây. Rồi. Lơ nga lơ ngơ là bay cái đầu liền. Hay quá. Ở trên đấy thì làm gì có ai mà cứu được ở trên đấy được. Thôi mình xin nha. Có địch. Trước mặt đúng không? Đây để mình qua. Đây rồi. Ôi giời. Ôi giời. Ôi kìa. Gục sớm thế. Ấy giời ơi. Đáng tính. Ôi. Một cái tròn mình kìa. Rồi sao bạn? Rồi lộ diện là chàng trai ơi. Ủa? Rồi gục. Ông đồng đội của mình ơi. Tại sao lại để người ta bắn cái kia? Đây từ mình cứu. Qua rồi kìa, qua ra từ từ rồi mình sẽ chơi đường. Từ từ nha, từ nha, từ nha. Cảm ơn nhé. Rồi, dạy đi bạn. Qua chơi này. Đâu rồi? Đâu kìa. Thế nhiên là bắn mất tiêu rồi. Ôi giời ơi. Tiếc thế. Yêu. Qua luôn đi các bạn ơi. Tầm này ngại ngùng gì, đang cầm sợi gắn mà. Đây, keo thì mình không còn nhiều đâu. Nhưng mà thôi kệ, cứ từ đâu tới đó tính sau các bạn. À, chơi tới phóng liệu luôn rồi. Chạy đi đâu bạn? Chạy đi đâu? Bạn chạy đi đâu? Bạn chạy đi đâu? Ôi dạ, tưởng chạy qua cửa sổ luôn. Tưởng chạy qua cửa sổ luôn. Ôi, lòng ra lòng dòm. Lòng ra lòng dòm này. Hôm nay mình cầm hai cây súng mà không cần phải bắn vào đầu luôn các bạn. Chỉ bắn vào người thôi mà nó vẫn mạnh nha. Đây, tuyệt vời. Còn nào, vào nốt đây. Đây, 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 đây. Mình thấy một thanh niên trên đồi rồi. Chiếm góc đẹp đấy. Rồi bắn đi bạn. Bao thu kìa bạn ơi. Ừ. Đây rồi. Úi dạ. Tới cùng chuyện liền. Tuyệt vời mặt trời. Đấy. Chỉ cần thế thôi là đủ rồi các bạn. Giao tranh ngoài vo hai viên là quá đủ rồi, một kill rồi. Thôi nào. Nào. Lòi cái mặt ra đây coi. À, đây, đây, đây. Lòi cái mặt ra đây quay. Mình xin. Các bạn đã thấy cây pha mát này nó đáng sợ chưa? Cứ nhấp nhẹ nhẹ thôi là ba mấy đam. Trong khi mấy cây như kiểu là SKS hay là chim có kiến thì nhấp hoài cũng chỉ được có 5 mấy đam. Đấy. Rồi nào, thì bên dưới đâu? Lộ diện thì mình gặp như này chưa? Có ai bắn người đó các bạn? À đây 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 đây. Có ai bắn người đó các bạn? Trời ơi, súng này nó lỗi thật sự rồi các bạn. Lỗi thật sự à. Nếu như mà mình mà suốt ngày cầm cái cây súng này chắc là sẽ có nhiều highlight lắm đấy. Nhưng mà cầm một cây bắn hoài thì nó sẽ nhạt các bạn. Hay là mình leo tốt súng pha mát nhỉ. Sợ các bạn bắn nhiều quá, giờ leo không biết bao giờ mới lên nổi đây. Trời ơi. Ông đội mình sấy ghê rồi.
ông tính nói là sắp được thêm một kill nữa rồi thì ông lụng luôn rồi. Đây bên này còn người nữa này. Qua đây hỗ trợ bạn cua này. Gục một. Ở trên đấy gục một rồi đấy, nhưng mà có đồng đội cover rồi. Qua máy bên kia, qua máy bên kia. Đây chứ đâu, đây chứ đâu. Ủa, cả hai luôn à? Mình tưởng là cứu xong rồi. Đây nữa chứ đâu. Trời ơi, mút chuột chuột liền các bạn à. À, trên này có người nữa đúng không? Cầm cây farm mát 3 chip này như kiểu là đang bắn boss đấy các bạn. Này, ơi, nhẹ nhàng tình cảm. Hai nháy thôi là đã gọi là hơn 100 máu thôi. Sợ thực sự cây súng này chứ. Được rồi, còn đúng một người. Ôi rồi, trên này thì không top 1 thì quá phí các bạn. Top 1 nó lại quá dễ rồi, trong tầm tay luôn rồi. Đây 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 đây, ui lại còn bạn nữ nữa bên này thì lấy đi đâu mà đỡ. Kim cương à, mình xin cái top 1 bạn nhé. Thôi top 2 là được rồi, như thế là cũng thành công lớn rồi. Đồng đội mình gục ở xa xa. Trước mặt mình có người này. Đây 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 đây. Một bé gục. Chưa cần trang bị. Đồng đội mình cover nhanh thế. Ôi, trời ơi. Đang tính mút 2 kill rồi. Hôm nay trận đấu này nó cứ làm sao các bạn ơi. Tìm nãy giờ mới được có 1-2 người à. Chỗ này vừa có người combat xong này. Bom keo, bom đồ từ lưa này. Súng cũng quá trời luôn. Hôm nay đang cầm cái cây Farmat nhưng mà nãy giờ trận này không có ai để sấy các bạn. Buồn ghê luôn. Có ai đó ở đây, à, đây, 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 đây. Trời ơi. Hai người đúng không? Ôi giời. Ôi giời. Hai bé, hai bé. À, có bé chạy qua nữa kìa. Hình như là đang chuẩn bị cứu hay sao ấy. Chắc đang cứu rồi. À đây, 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 đây. Không cứu hả? Chạy đâu? Trời ơi. Đồng đội bò ngay đây mà không thèm cứu luôn. Quái thật chứ. À, thanh niên cuối cùng đây rồi. À, đây. Ui giời ơi, đồng đội của mình kìa. Nó bắn cái gì đấy. Ok. Lia. Một team 4 người luôn các bạn. Chưa có cái team 4 nào mà mình cảm giác mình cân mà cảm giác nó dễ như thế đấy các bạn à. Thấy thấy nhẹ nhẹ vài viên là đi một mạng rồi. Cầm sọt găn sụp sụp vài cái là đi một mạng nữa rồi. Rồi đi thôi. Mấy bạn ý thì chắc là sẽ không có cơ hội vào lại trận này đâu. Tại vì là đồng đội bạn ý bị lý hết rồi mà. Nên là mình đặt vài trái mìn gọi là chơi chơi thôi. Chứ bình thường nếu như mà còn gục ấy thì đặt trái mìn là khả năng cao tí nó sẽ được kill ấy. Tại vì các bạn ấy sẽ quay lại các bạn ý lụng đồ mà. À chạy được rồi. Thôi đồng đội mình không quân qua cũng được. Để mình giải quyết cho. Có người à. Bạn số 3 đang đi để cover cho mình kìa. Ô cũng chạy nhanh thế. Đây dí tới bến lúc này. À nấp hàng rào kìa. Nấp ở hàng rào. Được rồi. Tội thế. Thân một mình à. Thôi mình xin nhá. Ra làm chuyện khác bạn nhá. Rồi gục. Gục rồi. Gạt giúp mình cái là được. À còn người à? Ờ. Còn đâu? Còn đúng người các bạn ơi. May thế, trận này nó vẫn đủ kill. Cũng may là được pha cân 4, gỡ lại được 4 kill đấy. Chứ mà không có pha cân 4 chắc thì trận này 2-3 kill rồi. May thế. Rồi tìm đi các bạn. À đây rồi. Lộ diện luôn rồi. À, lên rồi anh em ơi. Còn gì nữa đâu mà ngại với ngủ nữa. 2-1 cũng sụt cũng què đằng này. Vừa nói rất cầu sẵn. Lại là một trận boy da khá là nhàn các bạn. Và chắc là clip thì cũng tới đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.